nhờ có sự khuyến khích của chị mà Hồng Tước mới dám ra ngày hôm nay. Đó là chị Kim Tước. Chị mà dám hát cái bài của Hồng Tước là chị cũng can đảm lắm. Thế nhưng mà xin thưa cùng quý vị, đây chị Kim Tước và chị giới thiệu nhạc phẩm đầu tiên. Xin thưa quý vị, đây là chị của tôi. Kính thưa quý vị, cũng đã lâu lắm tôi không có xuất hiện. Mỗi một lần ngày xưa đó thì quen, nhưng mà bây giờ đó, với cái tuổi già thì nó cũng hơi nhạy cảm, luôn mà sợ. Mà sợ cái gì? Sợ khán giả không còn thương mình nữa, lại sợ rằng mình hát dở đi vì tuổi già hơi yếu, rồi thì các thứ làm quý vị không có hài lòng. Thôi xin quý vị bỏ qua cho. Tôi nghe cái bài nhạc của Hồng Tước sáng tác vào mùa thu này đúng quá. Thành ra tất cả những lời ca nó đã tả lên cái cảnh của mùa thu. Xin mời quý vị nghe thì sẽ thấy cảnh mùa thu. Trời vào thu